Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì mơ đi mời sinh nhật nè, mời đi sinh nhật con của mơ nha. Chỗ này là chỗ nhà của cái chị mà bữa mà có nhờ mấy anh em đến quay mơ nè. Mở ra quay miếng gà coi. Kêu lớn lên. Kêu chị Sương. Quý cô chú chị ha, cho Quang xin lượt like, lượt chia sẻ mình mạnh lên đi ạ. Mời sinh nhật phải đội nón lên. Đội nón lên đàng hoàng. Đó. Đó. Mở cửa chủ nhà, mở cửa. Khách quý tới. Khách quý đi mời đám sinh nhật. Đó. Ngày mai mời mấy giờ? Mấy giờ bên đây? 9 giờ. Tám rưỡi hôm qua đi. Dạ, cao kê luôn đó. Cao kê luôn. Mấy bàn? 4 bàn hay gì? Ngày mai 4 bàn. Dạ. Mày sáng giờ tới đâu rồi? Từ chẩn mới xuống đây. Mới xuống đây à, qua bà qua bàn nữa nè. Qua bà kia. Thôi bà ngự đến với bạn gì? Thôi đi, bà uống nước được không? Đi. Bà uống nước, đây đi. Mời sao vậy? Mời sinh nhật lại hả? Khối gì vậy? Dạ. Nhà nó có gà nó hôi quá. Rồi sao? Rồi chơi. Rồi chơi kìa. 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 Rồi chơi mời sinh nhật. Xe không quen anh. Nhất khá chung mặt. Đi vào xích vô, xích vô mỗi vô. Đi qua mời sinh nhật. Cái gà nó hốt quá. Đó là cái gì mà mấy nghe về mời sinh nhật đó. Mai là có thằng ăn hả? Có. Đó. Mấy bàn làm mấy bàn. Nói chị kìa, ngày mai mà mấy giờ. Cô đẹp quá à. Cô đẹp quá à. Mời ông với bà nè, bà chứ. Mà không có tiền đi không được không? Không có tiền đi không được không? Không phải bây giờ nè, tao với bà qua không có tiền đi rồi sao? Tôi đi không? Đi không được không? Được phải không? Được không có đi à? Vô ăn bánh kem rồi hả? Nhờ ai mà bây giờ được gì? Chạy với gì? Mua bánh kem mà tặng hai cái nón hả? Chắc khách đâu, làm đoàn nhóc rồi họ chạy qua coi. Họ qua chạy ăn bánh kem. Kêu qua làm tiếp. Làm đoàn nhóc. Mời. Vậy hả? Rồi, kêu qua làm tiếp. Qua làm tiếp. Làm đoàn nhóc gói bì chà đem bên. Làm lớn như lắm không? Cơm. Đi cắt cho khách rồi. Mời. Sao mua ra tặng cho tao cái nón mày đẹp quá. Trời ơi. Hai cái nón mà bà chủ ơi, bà cái chờ đó hả, tặng đó hả, công nhận thiệt chứ. Biết thiệt, bữa nay nhìn không ra luôn rồi. Được không? Được. Eo vàng đó bà ấy mới cho vàng thiệt đó, bà qua hai mấy triệu bà qua. Vậy đó hả? Đem phe bà qua coi. Chiếc liền long lanh luôn. Long lanh lóc lánh luôn á. Minh Mỹ tôi gửi qua đó. Trên nhà khách con mắt mơ. Đeo hết luôn á. Giờ gã mơ cho ai ta? Mơ con mắt mơ luôn. Dạ trong tiếng tiếng nào? Tiếng nào? Vậy nè, tiếng hoài đó. Tiếng nè. Vậy nè. Vậy nè. À.
đó là ông ngủ chung tôi nè. Tối nay đóng phòng được nha. Tay cùng đó. Chết. Bỏ cơ mà tao. Chưa có đám cưới mà đóng phòng có gì đâu. Cứ đợi buổi giờ đóng phòng chú đóng gà đóng cư. Đóng gà không đóng cư. Đóng quá không có được. Từ từ, cứ từ từ. Từ cháu cũng nhờ khác nó dẫn mất mẹ đó. Một động bông quá chút rồi để từ từ nó chết thì sao? Không được. Đúng không? Cơm thì ăn liền để chi mũi. Cơm ăn liền, nấu cái nóng ăn liền. Để chăm chọn người khác chết. Kêu anh chở bà qua ăn uống rồi chơi. Mấy con dịch hả mấy? Nhiều lắm, đủ chiều, mâm chiều đúng không? Bánh đông lắm. Dạ, đông. Tạp xương nha. Ừ. Lắm đâu anh tiếng. Bữa nay tổng vệ sinh nhà mà. Ừ. Chiều chờ nó về nha. Dạ, dịch già làm rất nhiều. Ừ. Chiều qua chơi. Nha. Sao mời bà qua trung tâm kìa. Bà qua bánh rồi. Đi bánh rồi. Đi bánh mời tiếp nè. Có thiệp mời chưa? Có biết thiệp không? Nói bằng miệng. Nói bằng miệng đi trời. Nói bằng miệng đi cho không tiền. Không có tiền đi nè. Bây giờ trước khi đi là can bán tặng đi. Bán bán hạn chế tặng đi. Bán hạn lắm. Dạ đây ta vô bay ủng hộ. Dạ đây. Em ăn cổ đi. Con Út biết đường đâu. Chứ đâu người già nó mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, nhà đi mất tiêu rồi. Đi đâu trời. Mất tiêu rồi. Rồi mời chị Nhung á. Ở đây nè, đi nè. Đây. Chiều có đâu. Sao ta tao dùng cổ để đi chè. Không mệt quá trời rồi. Ai biết nghe nè. Bây giờ đi nhức đầu chóng mặt mệt lắm quý vị ơi. Bên tay mời đàng hoàng đi. Bên tay lại. Anh chị bữa sinh nhật con em đó mời anh chị qua ủng hộ đám sinh nhật con gái em. Em ơi. Mấy giờ lại? 9 giờ ăn phải không? Nhà bà qua. Mấy giờ đi qua? Dạ. Mấy giờ qua chưa? 9 giờ. Dạ. Đúng 9 giờ phải không? Ừ. Mấy bạn ừ. Làm mấy bạn thì qua thì mấy bạn gì trời ơi. Tao mời mấy bạn. Ừ. Tao mời được rồi. Ừ, hỏi chi mấy bạn. Mày khó mà. Khó mà áo đẹp quá. Đấy biết mà có ha. Ừ. Tao có mời được rồi. Mày chủ quá vậy. Rồi còn đi mời ai nữa không? Rồi đi mời tiếp tục. Mệt không chị ơi? Mệt chứ đâu chứ mệt chứ mẹ. Sao không đội nón tiếp đi? Đau đi mà đội. Con chưa tập tụ anh đi. Có dàn karaoke ngày mai ca nè. Làm cái nón lên để đi mơ. Dàn nhạc karaoke gì đó. Ừ, cái gì kêu qua về, bê tô, bê ta gì nhảy nhảy vậy đó. Có lời tỷ bên Dương vậy. Có luôn. Có rồi nha, đầy đủ nào. Có luôn. Có luôn. Có luôn hả? Về nghệ sĩ giờ đó người ca bán đi.
tôi chưa chuẩn mặt chứ đâu, chứ mà tôi chuẩn bị tập điện thôi. Có ngày mai tiền mất trời chiều cho bọn cây khó đó bà. Ủa đúng cả 7-3 luôn bà. Tiền đó bà nhiều. Đậu năm nhau tiền bà kiểu đúng bà. Ủa đừng có đố chị tăng cho tôi. Ngồi chơi đi mấy anh. Để ra ngồi đi. Bỏ chơi đi. Để tao đau lòng chút dạ chị tăng được rồi. Đâu có mặt đi chơi không quen. Chơi đi ông Tư. Sáng chị chưa ăn cơm. Làm gì mà nó nhức đầu chóng mặt không? Đầu chóng mặt mà nó đau bụng đau lòng sốc dạ. Chịu không kém rồi. Vô chiếc xe của anh Tăng làm gì nó không chịu ô tô không? Mừng. Mừng. Nó đâu có gì hết chị? Không chịu đúng chút nữa. Ừ. Dạ. Đau thế nào? Kém à? Đâu kém không nhức sao? Lên quẹ tấu đủ ra rồi lên rồi đó. Tấu làm 2-3 cái rồi. Cầm cuốn lộn nhảy cao nó nhảy đứng. Nó bậy không à? Ông vô đó bà chạy vào đây ra chạy không chạy nó đỡ ra. Không có không? Dạ. Không có dính không? Dính gì mà hả? Không có mưa, sĩ về đứa bé ông nội ơi. Ủa, dính chị kêu không? Thì là tí thương mà xương ha. Bạn không tới kìa. Kêu quá. Vô đây nè ông ơi. Kêu đó, Đà Long nè. Đó, 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 đó. Chết cái đi bà đét được giận kìa. Đẹp trai không? Đẹp trai quá. Hả? Cho tôi giữ được hả? Tôi giữ luôn hả? Anh tặng anh tay tôi giữ ha. Không bánh luôn đó. Chị ta cứ đi đây đó ha. Cô tiến chạy anh đi. Chị ta cứ đi đây đó. Quay cái gì à? Anh quay cái gì anh? Ủa, trong mặt còn dưng. Đi ngự ly đi. Rồi để đi. Con ly cho ba mệt quá trời rồi. Con què sinh nhật về đưa đi bệnh viện nè. Ăn ở con què. Nhức đầu chóng mặt về tối ra rồi làm ra nữa chết đi luôn. Con có đám quỷ này sao ba mà. Đám quỷ này bây giờ phải đưa vô trại giam là vô phụ. Trại giam mẹ mệt quậy quá trời kìa. Bệnh thần kinh mà không yên. Chị mấy. Chào mẹ chị ba. Dạ. Cái gì? Cho con đi cho ba. Ba chồng. Ba chồng con đẹp trai đó. Nay quái bà đó. Đẹp á. Điều chở bà qua uống đi đồ ăn dữ lắm. Thấy không? Ta bưng cho đây. Ông đâu? Anh ta tiếng đâu? Rồi bài mấy chị? Đói bụng chưa? Đói bụng chưa cậu? Chú đói bụng chưa? Chưa. Chưa thương không hèn ha. Quái này đâu? Ta mua hả? Quái mày ở dọc với con luôn ha. Còn hai mấy gì? Không. Con ăn ở dọc với con luôn ha. Con luôn tròn luôn ha. Để ông đứa này đẹp lắm ha. Để gọn luôn. Mát. 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 Mặt mặt ra đi. Đứng đứng là để mặt. Nè ông bấm tôi coi. Cao kê tốt như tôi ca coi biết không? Hỏi ra. Ông cho vô chơi hả? Ông cho đéo hả?
Nhạc mơ tắt nhạc đi bác, tắt đi bác, không có được ngồi à ừ.